kinh văn Thị nhân vô đoan, ư thuyết pháp xứ, đắc đại bảo châu, kỳ ma hoặc thời, hóa vi xúc sanh, khẩu hàm kỳ châu, cập tạp chân bảo, giản sách phù độc, chư kỳ dị Phật, tiên thụ bỉ nhân, trước kỳ thả, hoặc dụ thính nhân, tàng ư địa hạ, hữu minh nguyệt châu, chiếu diệu kỳ xứ thị chư thính giả đắc vị tằng hữu đa thực dược thảo bất san gia thiện hoặc thời nhật san nhất ma nhất mạch kỳ hình phì sung quỷ lực trì cố phỉ báng tỳ khiêu mạ lị đồ chúng bất tỵ kỵ hiềm việt dịch trong pháp hội người ấy bỗng dưng như được viên ngọc to lớn có khi ma hóa thành xúc vật miệng ngậm châu báu thẻ tre bùa chú và những vật quái dị khác trước trên đến trao cho người ấy rồi sau mới giá vào thân họ hoặc là ma mê hoặc người đến nghe pháp bằng cách chôn một vật xuống đất rồi nói rằng có một hạt minh châu đang tỏa sáng ở nơi đó nên các người nghe đều cảm thấy mình được việc chưa từng có ma thường chỉ ăn các loại dược thảo chứ không dùng thực phẩm có sẵn hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè một hạt lúa mạch mà vẫn thấy khỏe mạnh là nhờ sự duy trì của ma lực nó phỉ báng các tỳ khiêu mắng chửi đồ chúng không ngại dùng cả lời chê bai tị hiềm. Giảng trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được viên ngọc to lớn, đó có thể là kim cương hay là viên ngọc như ý, có khi ma hóa thành xúc vật, miệng ngậm châu báu, thẻ tre, bùa chú, và những vật quái dị khác, nói rằng các vị Bồ Tát có thể biến hóa thân mình thành mọi thứ, miệng con vật mà ma đã hóa thân thành ngậm châu báu, thẻ tre, bùa chú. Thẻ tre, giản sách là những vật để dùng cho việc ghi chép vào thời cổ đại. Chữ được viết trên một mặt rồi người ta tách đôi thẻ tre ra, nên chữ hiện rõ ở trên bề mặt của mỗi thẻ tre. Khi cần dùng các thẻ tre này đã làm chứng từ, người ta đem ghép hai thẻ lại với nhau. Nếu trùng hợp thì thẻ tre ấy được xem như một chứng từ. Nếu hai phần của thẻ tre đã được ghi chữ không trùng hợp có nghĩa là không đáng tin. Phù độc tức bùa chú là thứ dùng để hàng phục bắt giữ yêu ma quỷ quái và con vật mà ma hóa thân có thể mang những vật quái dị khác. Những thứ này đều kỳ dị, hiếm có và rất giá trị. Trước tiên đến trao cho người ấy rồi sau mới gá vào thân họ hoặc là ma mê hoặc người đến nghe pháp bằng cách chôn một vật xuống đất rồi nói rằng có một hạt minh châu đang tỏa sáng ở nơi đó nó chôn hạt châu xuống đất rồi lừa bịp người đến nghe pháp nói rằng ở dưới này có một viên minh châu ánh sáng nó giống như mặt trăng phát ra ánh sáng nơi đây nên các người nghe đều cảm thấy mình được việc chưa từng có họ thán phục ồ người này đúng là chân thực Ông ta không thể nào là ma được, đích thị kẻ ấy là ma mà họ cứ khăng khăng cho là không phải. Thương thay cho những người đến nghe nó giảng pháp, ma thường chỉ ăn các loại dược thảo chứ không dùng thực phẩm có sẵn. Nó thường chỉ ăn các loại dược thảo, không dùng những thực phẩm thông thường, nó không dùng những thức ăn ngon, nó dùng nhân sâm và một số thuốc bổ khi tôi ở hồng kông có gặp một người nói rằng không bao giờ dùng những thức ăn thông thường anh ta làm xác đồng trung gian cho những người cầu sống lâu cầu con trai cầu tài lộc và những thức khác bất kỳ lúc nào anh ta ở nhà người khác anh đều thông báo là không ăn những thực phẩm thông thường thế anh ta ăn gì anh ta ăn trái óc chó trái hạnh đào. Trong quả ốc chó có nhân, chứa rất nhiều chất dầu, rất bổ cho não, chỉ cần ăn chút ít cũng đủ cho cơ thể hoạt động rồi. Nếu thường ăn một bát cơm thì chỉ ăn nửa bát quả ốc chó là đủ rồi. Hoặc là nó cũng ăn nhân hạt thông, nói tóm lại nó toàn ăn những thứ bổ dưỡng nhất hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè một hạt lúa mạch mà vẫn thấy khỏe mạnh còn mập hơn heo nữa đó là nhờ sự duy trì của ma lực nó phỉ bán các tỳ khiêu và mắng chửi đồ chúng không ngại dùng lời chê bai và tị hiềm nó chuyên mạ lị những hòa thượng những người xuất gia người xuất gia ư họ xuất gia để làm gì họ chẳng tu hành gì cả người xuất gia không tham tiền hay sao với họ thì càng nhiều càng tốt hoặc nó nói tại sao các ông lại tin vào các ông ấy họ cũng chỉ là người rốt cục các ông thật là đồ khùng khi có người tin vào các vị tỳ khưu nó gọi họ là đồ khùng nó mắng chửi đồ chúng của nó là xúc vật và những thứ đại loại tệ hại như thế nó hoàn toàn không ngại dùng những lời vu cáo